anh sang ở đâu Biên Hòa vậy ạ? Cảm ơn Khang vì luôn đấy nha em ơi. Ở trong ở đâu còn lâu mới nói. À, thực sự thì thôi anh trả lời thật nha. Ở ngay cũng biết đi tiếp vào trong. Thôi trả lời nghiêm túc. Ngày bãi cất trầu đi sâu một tí. Mày ho cho mẹ bị sưng à? Tao ho trong nhà tao. Ê Phan Hoàng ơi. Phan Hoàng này. Tao sẽ đăng này lên YouTube. Chàng có thích thầm ai khi đi học cấp 1 không? Không luôn trời. Đi học cấp 1 chơi Roblox sợ lắm. Sợ lắm. Anh Hèn ơi, Roblox sợ lắm. Sợ lắm nghe người. Giờ chơi Roblox gần mi mới nghe ơi. Sợ lắm. Bây giờ luôn đúng không? Trời các bạn ơi, con Roblox kinh dị mi mic sợ lắm rồi. Sợ hơn ngao lắm. Trời ơi, hôm trước em xe mình Bảo Hoàng với anh Phan Hoàng chơi nhau. Anh ấy like ghê quá trời luôn. Em ngưỡng mộ anh lâu rồi ạ. Anh bắn Valorant rất hay với những skill điêu luyện, đẹp dai, nói chuyện dễ thương. Em rất ngưỡng mộ anh Bảo Hoàng. Em vừa bảo ăn trai của bố người yêu cũ, mẹ của bạn thân khác giới của em sắp cho ăn rồi đấy. Ăn trai của bố người yêu cũ, mẹ của bạn thân khác giới. Bố mày bệt mày. Hả? Chị thật nồi não. Chị thật nồi não. Làm sao để bắn lên tay ạ? À? Mọi khi bắn em toàn bắn vào giấy nên ca biết ạ. Rick Astley sẽ cho chú xem mượn bất kỳ bộ phim nào của Pixar trừ một bộ. Because he never gonna give you up. Cũng được. Nhưng nếu đây là một người nào đấy khác nói ra câu đùa này thì tôi thấy hay. Nhưng nếu đây có một cái chữ remind vào trong đấy thì tôi thấy nó dở. Thế thôi. Cảm ơn. Ok. Tại sao mấy con nhện con không có phụ huynh mà vẫn biết cách răng tơ vẩy chú sen? Tụi nó học ở trên mạng đó. Giờ cháu mới hiểu tại sao hồi 15 tuổi chú Phan Hòn hay hát rồi. Con cái remind vào donate nha. Tại sao 15 tuổi Phan Hòn hay hát là sao? K15. Còn mẹ CKG với 500 bros mỗi khi có kẹo ăn sen. Mang nam cham đến đây. Để em nói mọi người, để em nói. Mà cái lúc đó mọi người biết gì không? Để em kể tiếp nha mọi người. Để em kể tiếp nha. Mà cái lúc mà mình mà lúc em vừa mới đến cửa chợ, cô ấy nói xong nha. Cô vừa nói xong là em đẹp trai nha. Thế là ngay trước mặt em có một con chó nó ỉa. Trời mọi người. Mọi người để em kể mọi người. Ừ. Em đùa thôi nha. Các bạn đừng gọi tôi Biên Hòa Tếu. Cô bạn tôi đéo thể nào chăn cái danh hiệu đấy của thằng Duy được. Ăng Bin Z ơi, tình hình là vào 22 giờ 12 phút ngày 22 tháng 12 em định tỏ tình crush, xin thơ tán em Minh Anh đi ăn dai. Dạ, dạ. 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 Bình thường mọi người ăn cơm thì chỉ thèm ăn canh. Dạ. Còn anh chỉ thèm ăn Minh Anh. Nhân tiện năm mới em gửi tặng anh bài thơ ạ. Bắc thang lên hỏi ông trời streamer đỉnh nhất trần đời đây sao? Dùng nhàn sắc xảo hài hòa trình game hay nhất không ai sánh bằng, nhân đây chúc cho mọi người năm mới hạnh phúc lại còn vẻ vang. Một trong những câu thơ hay nhất mà anh từng được nghe trong cuộc đời này em ạ. Một trong những cái bài, những vần thơ mà anh có thể nói gọi là sánh ngang với những hảo thủ nhân loại em ạ. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn em nha Gia Bảo ơi. Nhìn ngược khó chịu về VL. Bây giờ nhá, nhìn này. Secret Lab bị ngược nhá. Được chưa? Tôi thích như thế có được không? Để tôi ngồi ở đây tôi nói chuyện này. Bây giờ tôi ngồi như này.
tôi sẽ để ghế đây, xong tôi ngồi như này tôi nói chuyện. Hello anh em nhá, cho anh em một buổi tối vui vẻ. Rồi xong rồi tôi sẽ định chỉnh cái cân chat ở đây. Cân chat tôi để ở đây. Ui, hợp lý. Nhìn bực không? Tôi cho các bạn bực luôn. Ê từ từ để tôi lại cái này nhá. Chúc mừng anh đạt được 100k sắp nhé. Anh là nhất, anh là số 1, anh là Binh Chi Linh, anh là Cristiano Ronaldo, Suyi, Si Con Cay, Bồ Đào Nhà bị loại cay VC, anh đẹp trai số 1 thế giới, anh có được nút bạc đỉnh nhất thế giới, Harry Kane ngu. Giấu tên 100 đã tặng ăn sen 8.000 đồng bằng 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 cộng bằng cộng dấu lớn bằng mũ và sao 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 thăng sao 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 thăng sao bằng thăng. Bắt đầu hoàng rồi á, bắt đầu hoàng rồi á. Mình giấu tên tại 42 em ơi, cảm ơn em vì donate nhé, cảm ơn em vì lì xì nhé, cảm ơn em rất nhiều. PVZKPVSCSKPVZ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 KP
Hiếu ơi. Mày biết bờ cờ sờ là viết tắt cho gì không? Ba con sói. Không. Là better call sanction. Dấu tên 803 đã tặng anh Seng 1 triệu đồng. Em chép hui anh Seng ti lua đờ đam vào mom hater. Xin cảm ơn em chép vì một củi em ơi. Đứng ngay vào mồm mấy con lợn hater đây không? Đứa nào mở mồm sủa bậy là em đấm tiền vào mồm Seng liền nhá. Qua em vừa bày tỏ tình cảm với chị kia, song cũng không biết là thành công hay thất bại, nhưng mà em vui vì ít nhất em đã dũng cảm làm điều đó thay vì giữ trong lòng mình he he. Good, đấy là điều em nên làm. Very very good. Còn mình luôn nhìn nó nên em mời. Well done. Tất cả anh em hãy dành một lời khen cho người anh em này nào. Một chiến sĩ đã nằm xuống. Ngày trước ăn gõ đầu nó bong bong. Tại vì ngày trước ăn bắn Varen xong rơi vào tay ăn cay vẫn. Và đây đang bắn cả 2-3 thằng ở mid. Không cho đi bụi là may rồi đấy chứ nhá. Mày nhá. Thế nên là tôi không dám nghỉ. Ai đấy? Cảm ơn Evi donate nha. Ui, 50 đô. Oh my god, một cái câu nói cực kỳ là ngắn gọn và xúc tích đến từ bạn E. Với một cái nội dung cực kỳ là đơn giản. Còn mày. Mẹ, đây là cái hôm mà bạn đeo khăn quàng đỏ luôn. Bạn nghĩ đợt này tôi bao nhiêu tuổi? Khăn quàng đỏ thì chắc chắn là tôi đoán là lớp 7. Không, bạn đại tôi ở là lớp 3 năm. Là sao? Tôi đúp. Đợt này là tôi lớp 9, lúc đấy tôi 17 tuổi rồi. À thật á? Sao lại như thế? Sao tự cố gì à? Hay là... Tôi học dốt. Bạn ở lại lớp luôn? Ừ. Lớp 9. Chính xác bạn. Bạn ở lại lớp 9 3 năm ấy hả? Ở lại 3 năm đéo ra trường luôn. Đến mãi đến năm thứ 4 tôi đi quay bài tôi mới ra trường được đi chứ. Kiểu đéo gì nhỉ? Bạn tin không? Bạn, tôi nói thật đấy. Nó là một cái gì đấy rất khó để có thể làm được ấy. Thế mà tôi làm được bạn ạ. Tôi lại rất là giỏi trong cái việc dốt. Đấy bạn thấy không? Mẹ. Bạn nói thế tôi lại tin phết bởi vì mặt bạn ở trong cái ảnh này trông cũng đéo khác gì bây giờ đâu. Ôi, cảm ơn em nha. Gặp lại mọi người vào tối mai nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Peace and love. Nước đái và tình yêu. Nghe giống tên phần mới của Thor á.